năm trước. Tôi 164. Thời gian còn dài. Cô căng thẳng như vậy không được đâu đấy. Cấp trên chỉ nói anh ta là đại nhân vật cực kỳ khủng khiếp. Buộc phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta vô điều kiện. Rốt cuộc đây là nhiệm vụ thế nào thế hả? Vâng. Nhưng mà có lẽ cấp trên nói hố rồi. Thái độ bình ổn như vậy. Đại nhân, cảnh giới cấp S, mong ngài mau rời khỏi. Không thấy người đâu. Đại nhân, hằng tinh phát lực đến cung chậm quá rồi đấy. Đấy rốt cuộc là gì? Quay phim điện ảnh sao? Cô ở đây đợi một lát, tôi đi giải quyết một chút chuyện rồi sẽ quay lại ngay. Hả? Đây là tàu cao tốc đang chạy. Tiêu trưởng, vậy mà lại biết bay. Khí tức này thật kính rồi. Vậy mà lại có thể phòng người không để bay. Ngươi là tinh thần niệm sư, võ thật là thú vị. Chỉ một mình ngươi? Ngươi tưởng vừa nãy là toàn bộ của ta sao? Ta vốn muốn giết ngươi một cách đơn giản, không ngờ rằng chuyến này còn có niềm vui bất ngờ. Người đã làm ta nhớ lại cái lần trước đến Long Quốc, đã gặp phải đám mặt buồn tràn. Họ cũng giống hệt y như là người, xinh đẹp, trẻ tuổi, lại dũng cảm. Còn có giống hệt cái thân cỡ tươi non mơ mộng yêu đuối sẽ toạt ra, thì sẽ lập say đắm lòng người. Quên giới thiệu chưa? Ta là ma thần trụ thứ 9 của Hát Sa Ma Xã, tên là Bái Mộng. 1 phút 20 giây rồi. Di ngôn của người cũng đã đủ dài rồi hả? Gì cơ? Thì tự, ta đã đến lúc đó thì sẽ không để cho người. Thời gian đã nói rồi di ngôn. Bảy hạ tế bà bậc hữu, tứ cành đạo pháp, thêm vào rất nhiều loại ý chí võ đạo. Nếu như mà thế này, còn muốn đánh thêm vài hồi với người, thì ta thật là đang chết. Vài xích, quên mất, vừa nãy hắn nói hắn sắp thương mấy ý nhỉ? Thôi vậy, không sao cả, ta trực tiếp cảm chỉ xem gần đây có đồng đảng của hắn hay không, tiền bề giải quyết. Thâm tri phát động. Có thì có, nhưng mà cách hơi xa, phiền phức rồi đây. Thức kệ đi, để chúng đến đây vậy. Cơ mà giờ ta thực sự càng ngày càng khác người thật bình thường, thậm chí còn cách xa phạm trùng với võ giả thông thường. Ta sắp chơi cá võ thành huyền huyễn luôn rồi. Ui đại nhớ ngay quý lại rồi. Từ Bạch Hà thì đến tỉnh Kinh Đô thì tổng cộng có hơn 8.000 cây số. 8.000 dặm tập kích bất ngờ, liên tố, ta giết người thì thật sự là đủ có thành ý rồi nhỉ? Anh ta, sao lại làm được như vậy, tốc độ hơn 200 cây số trên giờ? Đây không phải là xe bớt đâu đấy. Anh ta, vậy mà lại có thể đến rồi đi dở dàng như vậy sao? Hồi cũng ảo quá đi mất. Đúng rồi. Mời thủ trưởng dặn dò. Cô đợi ở đây, tôi đi vào quý chút chuyện lại nữa quay lại. Tiền thể thầy tôi gửi tội đồ cho quân bộ, để cho bọn họ đi một chuyến. Dương, thủ trưởng à, vậy bước tiếp theo tôi làm gì? Bước tiếp theo? Không có bước tiếp theo, chắc là kết thúc rồi đây. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau này có cần gì thì tôi sẽ nói với cô. Như thế này đã kết thúc rồi á? Ngữ ký tùy ý này rất giống với lời mà cha đã nói với mình khi tiễn mình ra trạm xe. Ở đây đợi nhé, bà đi mua chút quýt. Ôi vậy,
bãi môn đại nhân đã sống tín hiệu sinh mệnh của ngài hoàn toàn biến mất rồi. Cái gì cơ? Sao lại có chuyện như thế này? Tôi chỉ đi thông báo cho đại nhân. Anh tiếp tục giám sát camera. Rõ. Đại nhân à, bãi môn chết rồi. Không rõ quá trình. Phải cẩn thận. Mục tiêu này hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta cũng có phải là đồ ngu sừng giống như bãi mộng đâu. Tuy Long Quốc cực kỳ yếu, nhưng mà lần trước hắn ở đây làm ra đồng tình lớn như vậy, sớm đã bị người ta nhắm trúng rồi. Giữ lại hình hoàng sàng đó, bị người ta giết chết cũng là chuyện hết sức bình thường. Trước khi mặt trời mọc sáng mai, ta sẽ mang đội của mục tiêu quay trở lại. Được rồi. Tại sao? Chỉ nhìn hình của hắn lại có cảm giác sợ hãi không nói ra thành lời. Không phải chỉ lòng thiên tài vào giờ 20 tuổi tôi sao? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng bọn mình mới là người truy sát. Tại sao cứ cảm thấy bọn mình mới là người bị nhắm trúng?